Thế Q1, Q2, Q3 xóa về không. Đầu tiên Q1 Q2 bị xóa về không. Thì đương nhiên Q1 đảo, Q2 đảo và Q3 đảo sẽ bằng 1. Ở đây là A đảo. Xóa về 1. Q1 đảo nó sẽ xóa về 0 này. Thì Q1 xóa 0 thì Q1 đảo bằng 1. Như vậy Q1 đảo này sẽ bằng 0, nó sẽ bằng 1 khi nó gặp cái sườn xuống của sung clock này. Nó sẽ đảo từ 1 về 0. Đây là chúng ta đang xét cho Q1 đảo. Thì cái Q1 đảo này sẽ tồn tại cho đến khi nào gặp sườn xuống của sung clock tiếp theo, nó sẽ đảo về 1. Và cứ như vậy gặp sườn xuống nó lại đảo. Thế giờ Q2 đảo cũng bằng 1. Q2 đảo bằng 1. Q2 đảo bằng 1. Nó sẽ tồn tại cho đến khi nào gặp sườn xuống. Đây bằng 1. Gặp sườn xuống của Q1 đảo đưa tới đây. Nó sẽ tồn tại bằng bằng 0 cho đến khi gặp cái sườn xuống tiếp theo của Q1 đảo. Cứ như vậy. Q3 ba đảo. Nó bằng 1. Và khi nó gặp cái sườn xuống của Q2 đảo, nó sẽ từ 1 về 0. Và tồn tại cho đến khi nào gặp cái sườn xuống của Q2 đảo tiếp theo. Thế từ đó ở đây chúng ta có là đây là Q3, Q2, Q1 đảo, tức là C đảo, B đảo, A đảo. Thì ở đây chúng ta có CBA bằng gì? Đây là C đảo, B đảo, A đảo thì CBA đây sẽ bằng 1, 1, 1. Cho lấy là lấy vẫn lấy từ Q3, Q2, Q1. Trong khi đó đây là tín hiệu của Q3 đảo, Q2 đảo và Q1 đảo. Đây sẽ là 1, 1, 1. Đây sẽ là 1, 1, Q3 bằng 1, Q2 bằng 1, Q1 bằng 0, tức là 1, 1, 0. 101 và cho tới lại về 00, tức là đây là bộ điểm lùi. Bộ điểm lùi. Đúng không ạ? Ta cho thử xem. Bộ điểm lùi đúng không ạ? Như vậy rõ ràng nếu như sử dụng các trigger mà kích theo sườn xuống, nếu cho sử dụng đầu ra quy để tác động của trigger trước tác động vào clock của trigger tiếp theo, nếu sử dụng các trigger sườn xuống nhé, tín hiệu clock tác động theo sườn xuống và chúng ta sử dụng đầu ra quy của trigger trước tác động vào CLK từ trigger tiếp theo thì chúng ta được bộ điểm tiến. Đấy. Vẫn sử dụng các trigger này. Nếu sử dụng đầu ra quy đảo để tác động vào các đầu vào clock của trigger tiếp theo thì chúng ta lại được bộ điểm lùi. Bây giờ về các bạn thử về nhà. Về nhà.
chúng ta thử không sử dụng các trigger mà tác động theo sườn xuống nữa, mà sử dụng các trigger tác động theo sườn lên, sườn lên, nha, tác động theo sườn lên, nha. Nó có mấy kiểu tác động này. Đây vừa rồi chúng ta đang sử dụng các trigger tác động theo sườn xuống. Bây giờ có sử dụng các trigger tác động theo sườn lên. Thì mà nếu như đây là sườn lên mà sử dụng đầu ra quy tác động vào CLK và trigger tiếp theo, hoặc đầu ra quy đảo tác động vào trigger tiếp theo, thì xem bộ đếm đấy là bộ đếm gì. Nếu sử dụng theo sườn lên. Đây là cái nhất nha. Đây là JK tác động theo sườn lên. Rồi. Vậy thử sử dụng, đây là trigger JK tác động theo sườn lên. Đây là JK tác động theo sườn xuống. Đây là sườn xuống. JK tác động theo sườn lên. Vậy nếu sử dụng thay nó bằng JK tác động theo sườn lên thì nó sẽ là cái gì? Chúng ta về nhà nhá, cái này về nhà chúng ta thử nhá. Lớp rõ chưa? Chưa nào? Được chưa? Về nhà cho thử nhá. Vâng ạ. Rồi. Đấy là bộ đếm, đấy là chúng ta xây dựng bộ đếm lên xuống không đồng bộ cơ số 2 mũ n. Đây là bộ đếm lên không đồng bộ cơ số 8 dùng 3 trigger. Nếu như chúng ta sử dụng bộ đếm thiết cái bộ đếm lên không đồng bộ cơ số 4 thì chúng ta bỏ đi một trigger này đi. Nếu bộ đếm lên không đồng bộ cơ số 16 thêm một trigger thứ tiếp theo. Lại đầu ra quy ở đây tác động vào Q3 tác động vào quy bộ vào clock của J4K4. 32 chúng ta lại tiếp tục thêm một cái trigger nữa, cứ như vậy. Đấy là một đếm cơ số n, 2 mũ n, 8, 3 trigger, 4, 2 trigger, 16, 4 trigger, 3, 2, 5 trigger. Thế vậy bây giờ đối với những trigger mà không phải cơ số 8 thì sao? Ở đây chúng ta đang xét bộ đếm không đồng bộ. Ví dụ bây giờ thiết kế bộ đếm 5 chẳng hạn, 6 hoặc 7, 5, 6, 7. Thì các bộ đếm này được thiết kế dựa trên bộ đếm cơ số 8. Tất cả các trigger 5, 6, 7, các bộ đếm cơ số 5, 6, 7, 8 là chúng ta sử dụng 3 trigger. Thì bộ đếm cơ số 2N là cơ số 8 đây rồi. 2, 3, 8 thì chúng ta có đây rồi. Vậy bộ đếm 5 thì sao? Người ta thiết kế dựa trên bộ đếm cơ số 2N, tức là 5, 6, 7 dựa trên bộ đếm 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thiết kế dựa trên bộ đếm cơ số 16, vân vân. Thế vậy thiết kế bộ đếm 5, 6, 7, bây giờ ví dụ bộ đếm 5, 6, 7 và dựa trên bộ đếm cơ số 8 thì chúng ta làm nó như thế nào?
Thì chúng ta thấy này, đây là bốn lần đếm lên. Đây xuống thì chúng ta có rồi. Thế bộ đếm cơ số khác 2 mũ n được xây dựng trên cơ sở bộ đếm 2 mũ n 5 được xây dựng trên cơ sở bộ đếm 8. Ví dụ bộ đếm lên không đồng bộ cơ số 5, chúng thiết kế dựa theo bộ đếm lên không đồng bộ cơ số 8. Thì cách cách làm nó như thế nào đây? Nó sẽ thấy này. Đây là bộ đếm 5. Đếm 5 tức là đếm 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Thế bình thường ra bộ đếm cơ số 8 là 0 1 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4. Nếu như là cơ số 8 thì nó phải là gì? Nó phải tới 5 là 1 0 1 đi. 1 0 1. Nếu như bộ đếm 8 thì tiếp tục sau 4, sau 1 0 0 thì nó phải là 1 0 1. Tuy nhiên đây chúng ta thiết kế bộ đếm 5 tức là sau 1 0 0 thì nó phải chuyển về 0 0 0. Do vậy nếu như bình thường nó chuyển từ 1 0 1 nó sẽ chuyển về 1 0 1. Đấy là đếm 8 tiếp tục. Thì để chuyển được bộ đếm 5 thì khi nó nhảy vừa nhảy về 1 0 1 thì chúng ta phải làm cho cái tổ hợp 1 0 1 này chuyển về 1 0 0. À và chuyển về 0 0 0 0. 0 0 0. 1 0 1 phải chuyển về 0 0 0. Như vậy chúng ta phải làm phải lúc đấy chúng ta phải xóa hai cái trigger này này đi. Khi gặp cái tổ hợp 101 thì cho nhìn thấy chỉ khi nào gặp 101 tức là đây bằng 1, đây bằng 1. Đây bằng 1, đây bằng 1. Thì chúng ta sẽ xóa đi. Xóa hàng này về về 0. Đó. Tức là chỉ khi nào chúng ta gặp cái vậy chúng ta lấy đầu ra của C tức là Q3 và A là Q1. Khi gặp hai này bằng 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 1 thì chúng ta phải xóa hai cái trigger đấy về 0. Và do sử dụng tổ hợp 11 này này. Chỉ khi nào gặp Q3 bằng 1 và Q1 bằng 1. Q3 bằng 1 và Q1 bằng bằng 1 thì chúng ta sẽ xóa hai cái đầu này về 0. Vậy hai đầu bằng 1 chúng ta qua một mạch len. Lấy Q3 và Q1 qua mạch len đưa đầu về xóa. Đây, ta sẽ lấy này. Chỉ khi nào đầu này bằng được kích vào CLK của hai này, C đầu xóa. Chỉ khi nào Q3 bằng 1 và Q1 bằng 1. Q3 và Q1 cùng bằng 1 thì đầu ra này với bằng gì? Bằng 0. Đầu ra bằng 0. Và đầu ra bằng 0 này sẽ tác động vào chân hai chân CLR của hai trigger này và xóa hàng này về về 1. Chúng ta sẽ phân tích giản đồ thời gian của này nhé. Đây. Xung clock bình thường. Q1 đầu tiên bằng 0. Gặp sườn xuống đảo. Gặp sườn xuống này lên. Cứ như vậy cái này thì không. Vẫn như vậy thôi. Chốt tạm thời chỗ này đã. Đây cũng bằng 0. Tôi thấy này, tức là chỉ khi nào mà hai thằng Q3 và Q1 bình thường ra đây sẽ đảo sẽ lên chạy chạy lên trên này này bằng 1 này, nhưng mà khi Q3 và Q1 cùng bằng 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 1, khi Q3 và Q1 cùng bằng 1 đúng ra nó sẽ tiếp tục bằng 1 ở đây này,
thì lập tức hai này bằng một, đầu p ở đây nó sẽ bằng không, không này sẽ xóa luôn q một về không và xóa q ba về không, nó đưa về đây xóa, tức là nó mất một cái khoảng thời gian rất nhỏ chỗ này, nó hai này cùng lên bằng bằng một, mất một khoảng thời gian rất rất nhỏ, hai này vừa lên bằng một lập tức sẽ bị xóa, tức là có một cái thời điểm rất ngắn bộ đếm của chúng ta thực hiện không đúng một chút, một rất rất ngắn thôi nhé, lập tức sẽ xóa. Chú đợi tôi tí nhé. Rồi, cho nó rõ, rõ chưa, rõ chưa? Nha. Nó có một khoảng thời gian rất ngắn, nó chuyển từ về hai thằng này về, đúng ra nó chuyển về 1, 0, 1, 1, 0, 1. Nhưng vừa chuyển về 1, 0, 1, lập tức hai tín hiệu đầu của Q và Q3 này, Q1 và Q3 sẽ xóa về 0, và nó sẽ chuyển về 0, 0, 0. Chúc. Đấy, chúng ta lưu ý là cái chỗ mà chúng ta xác định cái tín hiệu nào để xóa, khi gặp hai trường hợp nào xóa, đúng không? Khi nó vừa gặp ở đây thì chỉ cần hai đầu vào này, hai đầu này thôi, từ trên, từ các tổ hợp 0 0 0 0 0 1, bốn cái tổ hợp, năm cái tổ hợp bên trên này này, nó không có hai, chưa có trường hợp nào mà Q3 và Q1 bằng đều cùng cùng bằng bằng một cả, cho sử dụng cái tổ hợp khác biệt này này để cho nó đưa về, đúng không? Đấy. Các em hiểu hiểu ý của cái chỗ này chưa? Cho hiểu ý chưa? Hiểu cách làm chưa?
Này. Đây. Vẫn giống như bộ đếm 8 nhưng chúng ta chỉ lấy từ gì? Đầu ra Q1. Nên mới đầu ra Q3. Qua đảo và chúng ta về xóa hai cái thời này đi. Đây là xóa 1 và xóa thứ 2. Thì lúc đó chúng ta được bộ đếm 5. Rồi. Các bạn rõ 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 chưa? Ừ.